Bây giờ chúng ta kiểm tra thành quả mà ta làm nha. Hoài bình dầu đã phát sáng, nhìn quá ảo, mình che màu trắng cho màu xanh nó còn phê nữa. Ra đường mà thấy bình dầu mà phát sáng không ai tin được. Có dầu nhé à, chứ không phải là không có dầu đâu nha. Chắc cũ ha, ngon lạnh. Cái này ban đêm nhìn phê lắm nha.